là biết bán mà. 50.000, đây là 50.000 rồi. À 50.000 một cây ạ. À? Vâng. Về dâm nhằng xem có sống không cô? Chả biết. Không, sống, sống không? Sống. Sống là phải có hoa chứ cô. Chị Mai năm mươi nghìn một cây, sao mà chọn? Cây người ta nhặt ra rồi hay sao ấy chị này? Bán bao nhiêu đấy? Bán là phế phẩm. Về đun gạch mà ông nào có lô gạch không? Mấy nghìn một cây này không? 50.000 cây. 50.000. Thích lấy cây nào lấy. Bán ăn. Dựng cái này nó sâu hết à? Hả? Dựng này không sợ nó sâu cả. Vừa chạm với cô chồng là cô rồi. Cô chồng ở đấy sao rồi? 400.000. Tôi mai là đào hai không bóng rồi. Cái này chọn rồi sao? Dạ. Cái này chọn rồi sao? Thế cháu đang xem cái này đấy. Đó, chúng ta đi.